Bà chủ ngon, vừa ngon vừa có tiền, còn có não nữa chứ. Hôm qua ở trong group thấy ông Vĩ và em Châu này có hình xăm ở chỗ hiểm cơ mà. Ui, hiểm quá. Anh này. Nói như vậy là ông Vĩ ăn được em Châu đúng không? Nó bé thôi. Bé đâu anh? Ông muốn Vĩ đổi việc à? Ờ, mà bà Châu thích ông Vĩ đâu nhỉ? Anh nói đi mà em gì? Đây này. Đâu? Em Châu ban ngày như mèo con. Ui. Nhưng ban đêm như hổ cáo thì vì bọn tình đấy. Đây này. Còn có một hình xăm cực độc rồi. Chỗ hiểm cơ mà. Mặc đúng thật đấy. Em nhớ như là có lần ông Vĩ tặng hoa bà Châu cơ. Uầy, này thì ông Kiên có mà cao nhất chín thế à? Mà là sao anh? Mày thằng này thế. Chứng tỏ là ông Kiên sừng như em ra. Nó bé đâu chỗ đông người. Uầy, này sao bảo là cái đôi này toang lâu rồi cơ mà. Thế á, em biết đâu. Mà thôi, anh nhớ lại xem. Ông cứ gửi qua cho tôi nhá. Gửi em luôn nhá. Gửi hết. Tự dưng có cảm giác như bông hoa nhài cắm bãi. Không thể tin được. Tôi thấy lão Vĩ tự tin như thế này thì chắc chắn chém được em đại tiểu thư thật ý chứ. Chắc chém gió thôi. Ông điên, chém gió cái gì? Chém gió? Sao biết toàn chỗ hiểm các thứ thế? Anh cũng kia. Ê, này, nghe nói ông mới thó được viên Minh Châu lớn nhất à? Bậy nào, đừng rặt điều. Thôi, biết rồi. Tôi hỏi lại cái, xem có ngon như là đồ này không? Chú biết câu trường túc bất chi lao chưa? Thế à? Đối với Châu ấy, câu ấy không sai chút nào. Buông ra! Mày muốn gì? Ai cho mày đưa chuyện về Châu như thế hả? Hả? Đấy là việc của tao với Châu, không liên quan đến mày nhá. Bất cứ ai động đến Châu đều là việc của tao hết. Tao nhắc lại một lần nữa, cấm mày động đến Châu, dù là lời nói, hành động hay cả cái suy nghĩ bẩn thỉu của mày, nhớ chưa? Cái loại vô gia cư đỉa bám chân hạc như mày, tư cách gì mà lên giọng với tao? Tao lên giọng với tất cả những ai động đến Châu. Còn mày, nếu như mày còn dở trò đôi bài đưa chuyện về Châu thì tất cả những gì hay ho nhất của bố mày tao sẽ cho phơi bày hết, nhớ nhá. Đúng là cái loại đáng đánh thì thế nào cũng bị thánh đâm mà chị. Hôm nay lúc em đi làm về á, nhìn thấy mặt của lão Vĩ á, sưng như quả bưởi, mắt thì thâm như gấu trúc. Thế là em mới điên lên, em bảo là: này, anh làm cái trò gì đấy? Em biết ngay mà hắn rửa ngay cái giọng đê tiện. Anh có làm gì đâu. Anh bị hách mà. Em biết ngay mà em mới điên lên. Này, đừng có mà dở trò với chị tôi thêm một lần nữa. Nếu không thì đừng có trách. Đúng là cái loại hèn như cục phèn. Loại người như anh ta không đáng để quan tâm đâu. Rồi đây, tin nhắn của Trung Kiên, chả hiểu sao vẫn còn nói chuyện được với tên đấy. Tám giờ tối mai, ở nơi em từng nhận lời anh 4 năm trước, được không? Em không đến, nhất định anh sẽ không về.